Rồi, xin chào cô bác gần xa ha. Bữa nay em có chiếc quen pha bụng đời 206, đầu chưa gớt ha, vàng lông còn theo xe ha, phụ kiện cũng đồ theo xe zin hết ha. Bữa nay em nhờ cái kênh của anh Quy Hoàng đăng bán giùm em chiếc xe ha. Rồi, đây là phần đầu xe chưa có vết chạy luôn nha. Đầu cái phuộc nè, phuộc cũng chưa chạy luôn ha, mới nổ nhẹ nhẹ ha, chứ chưa dậm tút lại luôn. Cái đách phuộc 206 còn luôn ha. Đây, 206 đây. Cầm niềng zin theo xe ha. Gucci theo xe nha, chứ không phải là hàng mới giờ, hai chữ G nha. Rồi, xe này còn mới lắm mọi người ơi. Đây, cái phần đầu bò ha. Phần đầu bò ốc tán còn xanh lè luôn, như xe mới trong hãng vậy đó. Đó, quay cái đầu cho trực tiếp đầu luôn. Đầu chưa gớt nha. Đây. Rồi, tới phần dưới lườn ha. Dưới lườn mới lắm mọi người ơi. Xe nhà xài kỹ lắm, tại kẹt tiền bán ha. Khô gan luôn ha. Đây, tới phần lốc. Phần lốc chưa sơn luôn ha, còn mới cảo luôn. Đây, ngóc nền đây. Đó, còn vàng khè 7 màu luôn ha. Rồi, tiếp theo là phần dưới ha. Đây, tổng thể chiếc xe cho mọi người coi. Xe màu bạc đen ha, đời 2006, sườn xám. Rồi tới bình xăng lớn ha, còn xanh lè chạy chỉ luôn mọi người, nút bấm điện còn này ha. Hai cặp kiến zin còn theo xe luôn nha. Rồi, kiến zin này theo xe, phụ kiện còn theo luôn ha, chìa khóa đồ còn luôn. Đây, cái phần sau ha. Phần sau buộc zin theo xe luôn. Nút bọc sên còn luôn, bọc sên còn nút dấu bấm điện luôn ha. Đây dấu bấm điện đây. Sên nhục dĩa còn dày ha. Đây là phần sau bánh này, câm niềng zin theo xe hết, không có thay chỗ nào hết ha. Đây xăm Gucci chứ. Đây Gucci hai chữ G luôn này ha. Đó, tổng thể chiếc xe. Đây vàng lông của nó đây, còn hai cánh bẩn đây. Để tháo ra quay cho nó dễ. Đây, 206 còn nguyên luôn. Đó. Rồi tới phần qua bên hông ha. Đây bản số lắp dò chính chủ, giờ anh đứng tên luôn nha, tại kẹt tiền em bán. Bản số cũng coi cũng được, đẹp luôn. Đây là phần bên hông luôn đây. Đây, cái bồ mới như cái kiếm luôn á. Không thể cái chiếc xe đây. Đây, phần bên hông đây. Không có like một thứ nào hết trơn mọi người. Bình xăng con là xanh lè luôn nè. Đây phần đầu máy quay lại cái nữa đi. Đó, xanh dờn luôn, từ 2006 tới giờ đó, quá mới luôn. Cái sườn là quá chạm mới luôn. Rồi quay tổng thể lại chiếc xe ha. Rồi, đây, tại em kẹt tiền mới bán nha, hết tiền lấy đời hàng rồi. Rồi xin chào mọi người nha.